vấn đề trước mắt, vấn đề gần như trước mắt thì không combat. Bạn ơi, bạn qua đây rồi, bạn ơi. Thôi bạn ơi. Thôi bạn ơi, bạn chết rồi. Đúng câu thiệt. Ôi bạn ơi. Bạn đỡ làm sao được hả bạn ơi. Hello, chào anh em, chào mọi anh em đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Call of Duty Modern Warfare. Ủa, lộ Lắc Crisis 2 Remaster. Thì ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game này. Thì ở tập trước thì chúng ta đã chính thức thành công trong việc di tản người dân vô trong cái thành lũy mẹ gì mà cái khu nhà ga gì ấy. Khoan, để xíu tôi đọc lại đã. Để tôi đọc lại, mất tôi việc hóa mà tôi cũng còn lăn tăn nữa, tôi chịu luôn ấy chứ. Ok, tức là bây giờ mình sẽ, đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Và mình sẽ phòng thủ trong cái nhà ga này. Nhà ga đúng không? Như cái nhà ga hả? Gọi là nhà ga đúng không ta? À, thì chưa lắc thiệt. Giờ còn không biết cái này là cái gì nữa. Ok, cái gì vậy? Tôi đâu có má mấy súng này phò chết được. Mình cầm khẩu này khi nào? Mình cầm súng nhắm mà. Từ anh cho em xin tí đạn coi mình thôi đấy. Mẹ nó thiệt luôn. Không có đạn là thật luôn hả? Hay là không có súng nhắm là thiệt luôn hả? Mẹ game cheat hay gì vậy? Rõ ràng nhiệm vụ trước của mình là đã cầm súng nhắm rồi ấy. Đi thôi anh em ạ. Quay. Thôi nha. Thôi anh em đừng bắn nha. Tham gia vành đai phòng thủ ở gai chính, tiếp cận bên ngoài nhà ga. Ok. Không, bây giờ là mình đang ở, chưa tới nhà ga, bây giờ mình chưa tới nhà ga. Mở cái cổng ấy đi. À, mình là người mở hả? Ai là người mở? Ai là người mở mới được? Thì ra tao là người mở combat. Bất ngờ không thằng lồn. Chết mẹ rồi. Idol này xuất hiện rồi. Để tao coi mày chịu được bao nhiêu bắn đạn đó tao nha. Mày xui quá, bạn làm sao mày chịu được nổi. Idol châu bò xuất hiện rồi. Nhưng mà trước mắt mày cần đạn anh em à. Vậy thì phá nó gì. Ôi trời ơi, mẹ ơi, có cái cổng bên này này. Không đi, mẹ đúng một pha cầu kỳ. Khoan, để tôi kiểm tra coi đạn ở đâu vậy. Thì không mẹ, có mỗi đạn trong đó trời. Cái gì đạn trong đó làm được, làm ăn được gì trời. Không lẽ chạy ngược vô lấy, phiền vậy. Đây rồi, tuyến phòng thủ cuối cùng nữa rồi. Này, sao tính không lên ta? Mấy bà đã đứng ở đó làm mồi nhử hay gì vậy? Khoan, để bom đạn, không có đạn, từ mấy ba. Đây là cái tuyến phòng thủ cuối cùng ở New York rồi anh em à. Nhưng mà trước mắt thì tôi cần chỗ bom đạn, chứ tôi không cần... Trời ơi, cái gì vậy? Ui, có con que gì kia vậy? Khoan, bình tĩnh. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Nhưng mà không có đạn. Vấn đề của tôi là hiện tại tôi không có đạn thôi. Mà vấn đề của tôi cần sử súng nhắm chứ không phải là khẩu súng thú vật này. Mình đang cầm súng gì vậy trời? Sật gân. Thôi, cũng được. Sật gân thì đứng cận được. Cái gì vậy? Ok, tụi sếp đang tiến quân rồi, bây giờ mình còn phải... Nhưng mà không biết qua làm sao ấy. Trời ơi, giờ qua rồi.
Ui mẹ ơi, thực sự khủng khiếp anh em à. Bây giờ mà có khẩu nhắm thì chết mẹ tụi mày rồi. Ừ thì gửi viện trợ đi, bây giờ tao không cần hành động cũng được. À, ông trời kêu tụi mày, coi như tụi mày xui rồi. Xui rồi bạn à. Bạn xui rồi. Bình tĩnh, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Không có gì cả, không có gì cả. Ui mẹ ơi, nó bắn kìa. Nói vậy mà không sao à. Bây giờ tụi nó đang ở đâu để mình bắn xuống chứ, không thấy ai chân vậy. Má nó nhảy xuống luôn. Bạn à, anh bạn à, ngồi xuống. Ủa, tụi nó bắn đâu vậy, tụi nó bắn đâu vậy. Anh bạn à, 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 anh bạn à. Anh bạn đã biết tôi là ai chưa? Anh bạn đã hiểu chúng ta khác biệt cái gì chưa? Anh bạn à. Thôi có 100 cái xúc tác thì cũng chả quan tâm nhiều. Trước mắt thì anh em mà đi bơm đạn đó. Để coi, bơm đạn gần nhất thì chỉ có chỗ này thôi. Để bơm đã. Wow, để ổn rồi bro. Chạy đi đâu con trai, chạy đi đâu con trai, chạy đi đâu con trai. Khoan từ từ, trước mắt bơm đạn tí đã, bơm đạn tí đã. Chạy đi đâu con trai, mày chạy đi đâu con trai. Hay quá. Ủa đây là màn cuối chưa ta, mà sao đánh ghê vậy. Tôi cảm thấy mày dòng này hoành tráng vãi. Hôm ở tập kia chơi game giờ thấy hay game hay rồi. Xin lỗi, xin lỗi nhà làm game, xin lỗi nhà làm game, xin lỗi nhà làm game. Tôi mới chơi game ở tập trước luôn ấy. Ok 10 điểm. Tới lúc nâng skill rồi anh em à. Ảo thật. Hồi máu, mình hồi máu, mình hồi máu. Anh bạn à. Cái gì tụi nó bắn đâu vậy? Ai bắn mình vậy? Thấy mày không? Không bắn vậy thì đâu được. Ai bắn vậy? Bạn ơi, bạn biết bạn đừng bắn với ai không? Tôi nghĩ tôi cần phải qua đây bơm đạn nữa anh em à. Nhưng mà như càng ở lâu tụi nó càng spawn ra nhiều ấy. Kiểu muốn không spawn nữa thì cứ bắn xong rồi chạy tiếp. Nhưng mà giờ không có đạn à. Ok, bây giờ tao tự tin rồi. Ôi mẹ ơi, bơm tiếp, bơm tiếp, bơm tiếp. 28 viên thì sao tự tin nổi. 10 điểm. À, thì ra mày chọn cái chết. Thì ra bạn chọn cái chết. Bạn chọn cái chết à. Tôi đã biết bạn chọn cái chết nha. Được rồi, từ từ. Má mấy pha này thường hay ngu lắm nè. Mấy rối quá. Quan trọng là rối quá anh em à. Cái quan trọng của chúng ta đây là chúng ta rối quá. Tất cả chỉ là trong cơn mơ thôi là nên xa. Chết mẹ rồi, nãy giờ quên bật giáp lên, ngu thiệt. Trời ơi, tại sao cái việc mỗi việc bật giáp thôi mà tôi cũng quên nữa nhờ. Ôi mẹ ơi, cái quần què vậy. Thôi em giỡn, em giỡn nữa. Sorry. Điều này, cuộc chơi này hơi ảo rồi, đủ nó bắn cái quần què ra vậy. Thôi, từ bình tĩnh. Tôi vẫn chưa thấy tụi nó bắn. Ok, đã xác định vị trí. Đã. Mát ngay đây. Trời ơi, sau lưng. Ngay bên này không bắn. Vấn đề ở trước mắt. Vấn đề còn ngay trước mắt thì không combat. Bạn ơi, bạn qua đây rồi bạn ơi. Thôi bạn ơi. Ôi bạn ơi, bạn chết rồi. Bắn
trâu thiệt. Mày, 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 mày. Ok. Còn nhiều lắm nha, chưa đâu, chưa đâu. Còn nhiều phết luôn ấy. Mọi thứ đều có tôi xảy ra rồi. Ăn hộ các bạn ơi. Chắc là đi rồi, má, ăn nhỏ chết luôn. Được. Nhỏ ý chí phấn đấu phết. Tỉnh em à, bên này còn. Bạn ơi, anh bạn à. Ôi trời, anh bạn thì may mắn nha. Mà không. Mà khoan, mà khoan, mà khoan. Anh bạn à. Anh bạn à, hai thằng đứng bên đó đợi tao, tao qua tao lấy. Không có đạn hết ta. Đạn ở đâu vậy? Không biết, không có đạn ấy. Biết hết đạn rồi hả? Hết đạn rồi thì chơi mẹ gì nữa. Thiệt, hết đạn rồi sao chơi? Hết đạn rồi thì bây giờ bắn chay à. Chết mẹ rồi. Tôi nghĩ tới lúc chúng ta chơi tay đôi rồi anh bạn à. Anh bạn à, anh bạn à. Tới lúc chúng ta chơi tay đôi rồi. Nhưng mà không còn chỗ bơm đạn à. Thiệt luôn má, không có bơm đạn luôn. Má thì chó này. Mày biết bố mày là ai không? Biết bố mày là ai? Ê, quên, bấm lộn, bấm lộn, bấm lộn, bấm lộn. Bấm lộn hàng gì không cầm bá được. Ủa tại sao, tại nó lại khoanh khỏ đây ta. Anh bạn à. Giờ tôi hết đạn rồi cho nên là bây giờ tôi hơi vã. Rồi tôi phải tiết kiệm đạn. Đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, chỗ bom đạn đây rồi. Nhà bạn nghèo, bạn có nhiều. Ồ, con chó này. Con chó này có ý chí phấn đấu. Má đông nha, đông nha. Anh bạn à. Anh bạn à. Nói rồi cho nói nè. Nhìn nó xuống hết rồi. Bây giờ trước mắt mình bơm đạn đó. Giờ chỗ này hết đạn rồi. Mấy chỗ này quen nha. Nhưng mình đi chưa ta? Chắc chưa đâu nhỉ. Đúng rồi, sao đi được. Trời, chỗ này mình chưa đi mà. Bơm đạn, bơm đạn, bơm đạn. Nó phải thế. Là một thuyền trưởng. Thì chúng thôi. Bạn thích gì? À, giờ tôi hết. Giờ tôi vả đạn quá rồi. À, ê, đụng mấy con này. À, chàng trai này tàng hình à. Đụng mấy con này tàng hình. Đây rồi. Mấy con này tàng hình. Giờ không biết nó đang ở đâu. Vấn đề là vậy thôi. Vấn đề là giờ không biết nó đang ở chỗ nào thôi. Cũng thường thôi. Cái gì về vậy được từ. Mày bắn, mày hơi ngông với tao rồi đó homie à. Má bắn rớt vậy. Má khúc này chơi lại hơi chua nha. Điệt. Má thật sự với em là nãy tôi bắn gần tới rồi. Mẹ tính ra gần phá đảo mẹ rồi. Hết lộn. Lộn. Gần tới cái điểm kia rồi, xong cái tôi chết nhảm quá, xong giờ bắt tôi chơi lại sai quá nên tôi skip hết luôn. Tôi không bắn nào hết, tôi chỉ cần biết tôi chạy tới đây. Và tôi vào nhiệm vụ thôi. Mày nghe đó, là tôi hơi điên rồi đó. Tôi chơi solo với mày luôn. Má nãy giờ lụm quá trời luôn ấy. Lụm quá trời chứ xúc tá luôn ấy chứ. Cọc thiệt. Ok. Chà, anh trai này xuất hiện đây à. Anh trai có vẻ mạnh nhờ. Anh trai có vẻ mạnh nha. Trời ơi, tới đúng lúc ghê á. Mày hả mày, mày hả mày. Giờ hết đạn, giờ nghèo rồi. Chơi tay đôi với mày luôn. Đấy, công nhận giá mày trâu thật. Đây. Này là hồi máu và năng lượng nè. Hồi nãy mình có nâng này rồi. Mà phải chơi lại, hơi cay. Từ từ, gài đạn đó. Bên ngoài còn 3 thằng đấy không. Trên bản đồ bên đi. Trên bản đồ nó ghi thì còn 3 tận 3 thằng. Chúa cứu tôi. Thề với pha này chỉ có Chúa cứu nổi anh thôi. À, bạn à, anh bạn à.
anh bạn à, lúc mới vô game mình hơi ngán thiệt, mình hơi ngán mấy con này thiệt, mình tưởng nó trâu bò lắm, má đánh tay không cũng đủ giết nó nữa. Không, một phần là do mình nâng cấp giáp thôi, nói vậy cũng không đúng, do một phần mình nâng cấp giáp thôi. Làm gì nữa? À đúng rồi, bật để chui vô đây mà, quên. Như ok. Khoan. Thường mấy pha này hay xuất hiện bắn ngu lắm, của mình không đỡ nổi. Đừng xuất hiện nhé. Hồi nãy giờ tôi bắn mệt lắm rồi, cho tôi đi bình yên đi. Nãy giờ tôi xuất hiện mệt lắm rồi, cho tôi một giây bình yên thôi. Má thị trường sập dữ ta. May vãi, mình bán hết sạch sẵn nghe, sạch sẽ ngay đỉnh rồi. Má, pha này thần đồng thật sự. Gọi tôi là thần đồng. Bình tĩnh anh em à. Ok. Chim cút thôi, chim cút thôi. Phòng thủ gai chính. Tìm kiếp nổ. Ủa? Cái gì vậy? Tại sao? Sao lại đứng ở đây? À, trời ơi, đi đường dưới, tưởng đi đường trên. Ok, 10 điểm. Ngồi đi đâu nữa? Quan trọng đi đâu nữa mới được. Ủa sao giờ con chuột của tôi ngay giữa màn hình vậy? Cái con què vậy? Sao giờ con chuột mình đi theo màn hình mình luôn rồi? À, anh bạn à. Anh bạn này thì không chơi được. Ủa tại sao? Ủa cái chuyện gì vậy? Thôi chim cút thôi. Không ổn rồi, chim cút thôi. À, homie, người quen. Đang chạy gặp người quen. Chà, anh bạn này hơi trâu nha. Anh bạn. Bạn làm gì tôi? Hả? Bạn làm gì tôi? Chết mẹ nó. Hơi đông nha, hơi đông rồi đó. Thấy mọi thứ bắt đầu hơi đông rồi đó, nhưng mà mình không biết đường lên. Đây, đường lên này. Bơm đạn đó, tranh thủ bơm đạn đúng không? Cứ tranh thủ bơm đạn, nhét đạn vô mẹ mồm đã. Bây giờ cái gì cũng nguy hiểm, chứ có đạn là không nguy hiểm đâu. Trời đủ má cái quần què gì? Mẹ nó. Easy. Mọi thứ đều easy. Còn gì nữa? Anh trai này ở đây hả? Ok, tôi ghi nhận. Đồ nó bắn kìa. Thôi. Nhường slot cho anh em nào thích vui vẻ, thích đấm nhau với tụi nó. Phòng thủ cùng trung sĩ Torres. Quá, trung sĩ Torres lú mẹ cho mày rồi. Trung sĩ Torres rồi. Anh bạn à, nhớ tôi không? Bạn nhớ tôi chứ? Tiếp. Thuyền trưởng Torres trên này à? Thế lộn, thuyền trưởng mẹ gì? Tiền gọi thuyền trưởng gì nhưng mà không biết đường đi, không biết đường lên chỗ nào ấy. Lên chỗ nào vậy ta? Lên chỗ làm thế đéo lên đó được trời. Tôi vẫn đang thắc mắc đây, không biết làm sao để leo lên đó đây.
Chắc chắn có đường lên, phải có cầu thang gì đó đây này. Cầu thang nằm đâu nhờ? Từ từ bắt đầu mọi thứ bắt đầu hơi rối rồi. Mọi thứ bắt đầu không được vui vẻ rồi. Đây. Trời má, cái gì vậy trời? Anh trai à. Hình như anh không thích tôi. Tôi cũng không thích anh. Tôi cũng không thích anh đâu nhá. Trời ơi, nó canh mình ngay đó luôn, sao chơi nổi nhờ. Má, chết vãi. Tính ra mình chơi chế độ lính thôi đó, tức là cũng không khó, cũng không dễ lắm. Rồi, người đàn ông này tèo mẹ rồi. Rồi, lũ luôn bạn ơi, bấm đi. Mười điểm. This is America, baby. Đồ mắc cười chết đi được. 10 điểm. Ok. Mấy ngày tụi nó kêu hô ve. Ở khúc này không việc súp nữa hả? Phòng thủ ở ga chính. Trở về nhà ga. Ok. Nhà ga đang bị hấp diêm rồi. Mẹ nó. Không, nó không bị hấp diêm mà nó chiếm mẹ nhà ga rồi. Bây giờ tụi nó đẩy tụi lính ra ngoài rồi. Nó sao thiệt trâu vậy? Ủa, giờ tụi nó trâu hay mình bắn hụt vậy? Mình thử mấy con này hai viên hay là căng rồi mà giờ bắn hoài không chết. Ôi bạn ơi. À, thế là bạn chưa biết tới tôi rồi. Xin giới thiệu với bạn Chiến Thần. Chiến Thần Nano Suit. Chiến Thần Nano Suit nha. Trời má, tụi nó bắn kìa. Trời ơi. Nó cũng rác đạn lắm rồi. Không đủ đạn để bắn nữa. Còn một con chó, nó bên này. À bạn ơi. Ôi bạn ơi, bạn bắn ghê nhờ. Khoan. Ôi bạn ơi, tôi bên này cơ mà. Thôi bạn ơi, bạn quên tôi đi. Tôi bên này cơ mà. Mười điểm. Từ từ, nâng cấp. Ít nhất là 10.000. Chỉ có thể là 10.000 thôi. Mà đi dưới này à. Hết đạn rồi bạn à. Tôi cần đạn bạn à. Tôi cần lit. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào nhiệm vụ mới. Thì sau khi mà cuối cùng thì chúng ta cũng đã thành công thủ được cái ga rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ tán dân thường ở ngay cái ga luôn. Đội Bravo sẽ hỗ trợ. Ok, tụi nó đang lập gặp cái plan để vừa phòng thủ vừa sơ tán dân thường ấy. Ok, phát ngôn thì hay lắm, em trai này phát ngôn thì hay lắm. Chúng tôi sẽ không bỏ lại một ai, nhưng lúc chết thì lúc mà bị nhiễm bệnh thì giết hết người ta. Đúng, anh trai này hay lắm, anh trai này hơi điêu nha, tôi đánh giá anh trai này hơi điêu nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào nhiệm vụ tiếp theo thôi. Let's go. Ga cuối, nhà ga trung tâm New York City, NYC hả? Nhưng mà khoan từ. Cái này mình chơi rồi mà thì phải nha. Ôi chưa. Chết mẹ rồi, ăn cứt rồi. Thằng này hơi ngông nha, mẹ tao đấm cho vỡ mồm đấy. Anh trai này hơi ngông đó, tôi ghim anh trai này nè. À, nè.
nha. Yes, trời, nano suit, công nghệ Mỹ, công nghệ Mỹ. Anh trai này lúa quá. Anh trai này còn nghi ngờ mình nữa kìa. Trời. Đại tá Buckley đang đợi mình trong này nè. Hết, thằng này nó còn vẫn còn đang nghi ngờ mình, nó cũng không tin mình là con người trong đó anh em à. Đây có chỗ bom đạn không? Này túi xác à? Này gọi là túi xác hay sao đó ta? Ờ chuẩn luôn mẹ, này là túi xác rồi anh em à. Ok. Chút nữa cho em đổi súng nha. Đó, bây giờ mình đang khử trùng nè. Ok. Hello anh trai. Hello, what's up homie? Mày từ có gì đổi súng không? Mày súng này kỳ quá à. Mày muốn đổi súng kia kìa. Nathan Gu nè. You are a civilian, and this city is under martial law. Yes, I can see how well that's good going to see you made it, man. You're not listening to me. We have to. Alcatraz. Yes, I did it. I did it, bro. My men speak highly of you. Người của cậu đánh giá cao cậu. Chết tiệt, đa phần hoàn toàn sợ cậu. He's under my command. Cậu không phải. Đúng. Ông nội này ông kêu là mấy thằng lính thi đến bộ ông này gửi tới là mấy thằng lính quèn. Đúng, nó cười chết được. Hay nhưng mà bây giờ khoan, chỗ này chắc là có súng nha. Ở đây chắc là có súng xịn xịn mình lấy nha. Ủa nãy mình không có thấy cây súng đây mà. Đây này. Súng gì đây? À súng thường nữa à. Thôi lấy còn hơn không. Tại cái cây súng bắn phóng lựu không bình không cần thiết cho lắm. Bây giờ mình chưa cần cho lắm. Giờ mình chỉ cần súng nhắm thôi. Mà thay vì súng nhắm thì giữ sự lựa chọn súng lúc phóng lựu súng này thì mình lựa chọn súng này thì tốt hơn. Colonel, you're missing the point. Jack Hargreave has the answers to all this. We need to mount an immediate raid on Roosevelt Island. Hargreave's dead by now. My priority is the evacuation. Wait a second. Let go of me. À đủ má. I'm sorry, Dr. We don't have time for this. Chino, get him to the trains. Sir. Đúng rồi, mẹ, đúng rồi. Ưu tiên bây giờ phải luôn luôn là Alcatraz. You're with me. Ủa, mình không đi theo này hả? Ủa, mình tưởng đi theo này. Vậy này đứng đây chi? Đừng có bấm thôi xuống đi cha. Ủa? Mẹ nó. Màu mè chưa? Đúng rồi, ưu tiên của mình bây giờ kiểu gì kiểu thì phải ưu tiên cho việc mà di tản dân thường rồi, chứ không thế nào mà làm việc khác được. Mình chiến bắn là hết đạn rồi nha. Chết mẹ, cái gì? Your friend Ghoul there showed up saying he escaped from Tara Strickland in the chaos. Strickland là cái gì? Tara Strickland là cái gì? Strickland was a decorated Navy SEAL before she went off the rails. I gotta figure she cut him loose. But why would she do something like that? Là sao? Có một là cái thằng cha tiến sĩ mình bị một con nhỏ nào là một Navy SEAL á, lính thủy đánh bộ á, bắt xong rồi bị được thả ra, nghe bảo con nó giỏi lắm, không thể nào thoát được. Thì ông này ông mới nghi ngờ. Đù, trong gương có mình luôn. Được, xịn nha. Xịn. Dùng máy lọc nước. Đồ mẹ tôi mệt ghê. Ok anh trai. Cái này là bộ điều khiển đường ray tàu. I was at Lingshan. I saw Strickland die. When Tara heard, she just Strickland à. Drink, drugs, dishonor. Đừng mất con nhỏ này ngầu vậy. Ủa, con nhỏ này chơi ma túy trong quân đội luôn. Nhỏ này hơi ngầu nha. Má nó nhỏ này ngầu cái gì? Ooh, bro. What is? They're breaching the main hall, sir. Má, tụi nó xong rồi. No more time, bro. Tới lúc cầm bát rồi. Get down on the platform and tell Dickerson to get the first train rolling out. Ok, cứ đem giải quyết. Anh trai cứ ở phía sau em. Là một chiến thần nano suit, tôi không sợ gì cả. Nhưng mà trước mắt thì mình cần ấy nha. Nó vừa thôi, trước mắt là mình cũng cần cần cái gì nhờ? Mình cần cái súng nhắm. Trời ơi. Mở cửa đây. Nó đồ mẹ. Mình đập thì không được. Mình đập. Cái gì vậy? Thang máy bị ấy. Thang máy bị sập.
Ấy, đúng mấy cái gì vậy? Ai bắn mình vậy? Mẹ nè, mẹ tụi đang cầm bát thẳng vô cửa chính rồi. Nhưng mà súng này khó lắm. Thiệt luôn ấy, đây rồi. Thế thì mấy bạn chết tôi, các bạn chết rồi. Các bạn yêu đây chết rồi. Tôi cầm súng này thì các bạn đỡ niềm tin nè. Ai đủ, súng này cũng có hết hạn hả? Tôi tưởng súng này ho là vô đại hạn đạn chứ. Thì ra súng này có hết đạn à, ủa đâu rồi? Trời má nó. Má tôi quên, chết. Bạn chết rồi bạn à. Bạn ở đây thì bạn chết rồi. Đừng mang theo gì cả, đoàn tàu đang khởi hành. Ok, khoan từ 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 từ. Hạ những con khốn đó, nhưng mà nó ở đâu mới được. Trời đủ mất cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy, cái gì ấy. Khoan em à. Bắt đầu hơi rối rồi. Bắt đầu hơi rối rồi, nhưng mà không có súng nhắm cọc quá à. Thiệt luôn ấy. Đồ quá, bắn mấy gì cũng chết hả? Ảo mà. Từ từ. Mình đang cầm súng máy. Cái này cầm súng máy thì không nói rồi. Má quên hết đạn. Đây, mày cầm súng này nãy vô chích mẹ mày luôn. Thôi, chim cuối anh em à. Chim cuối, nằm xuống được. Giờ sao ta? Chiếm lại nhà ga, chiếm bằng niềm tin à. Năng lượng thì không có. Con này nó bắn liên tục vậy, sao dám ra. Ok. Mày tiêu rồi cô. Bình tĩnh, tất cả chỉ là demo. Tiếp nè. Nói cái này nè. Đúng rồi. Bình tĩnh, giết mấy hàng, mấy cốc ké chứ đã. Mấy này là mấy thằng làm cho mình tốn máu nhiều nhất. Đúng rồi. Giết thằng cốc ké chứ đã. Còn mình giết thằng bự sau. Chứ bây giờ bắn thằng bự mấy thằng cốc ké nó rỉ rác quá. Chết rồi. Bạn chỉ có một con đường là chết thôi à. Ôi bạn ơi. Bạn đỡ làm sao được hả bạn ơi. Ôi giời ơi. Má nó công, mình công nhận đủ má. Cái súng này bá thiệt. Cái squad chơi nè. Công nhận cái squad chơi là bắn bá thiệt. Nhưng mà mình cần sniper. Nhưng không có sniper anh em à. Ở đây không có sniper à. Nó sụp xuống rồi. Đủ máy chạy. Được rồi anh em ơi, đi thôi. Khoan từ từ. Đây rồi đạn. Đây nè, mà đi đâu mới được. Lên xe đúng không. Được rồi. Phải cứ cái lùng què vậy. Go. Anh em bu lên chức năng hết rồi. Trời ơi quá. Khiếp quá. Đồ mất cái gì vậy. Trời ơi, cái cứu người nữa, còn cứu người nữa. Không có thời gian rồi, bỏ đi, hy sinh đi. Hy sinh đi. Nói bây giờ sao trời.
Rồi chết mẹ luôn má đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì like, subscribe cũng như hãy comment bên dưới những điều các bạn muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.